Hôm nay chúng ta sẽ bảo trì cái bánh MTB 26 inch Mavit Crossmark ST. Anh xem. Chạy cũng hơi khá lâu. Nhưng anh chủ này anh giữ thì rất là đẹp. Đạn hơi sượng chút xíu thôi. Để chúng ta tháo ra xem nó như thế nào. Những có clip ngày hôm nay thường là đi với clip 11 nha, đi với cấu 11 nha các bạn. Và lúc nào cũng có cái dòng canh. Chúng ta nên tháo ra cẩn thận để chúng ta quên á sẽ bị lọt mất. Bánh rất đẹp. Các bạn nhìn kỹ nha. Ở ngoài mấy cây câm này nè. Ngoài có đầu có clip đi vô nè, các bạn thấy cái khoe không, cái khoe dòng thép trắng nè, đây là cái này là gài mấy đầu câm nha các bạn. Khi họ bắt câm vào, nhà sản xuất nó họ bắt câm vào thì họ dùng cái này nè để gài đầu câm, không cho đầu câm bị bung ra. Chúng ta dùng một chìa khóa 14 và một chìa khóa 17. Chúng ta nhả con. Đây chúng ta xem. Có clip của bánh này Crossmark ST dùng bốn chó nha các bạn. Giờ các bạn xem kỹ nha, góc độ chó đó, góc độ chó của mấy anh chó này nè, góc độ nha, tiếp điểm á, lên dãy chó của trên đùm á rất là nhỏ các bạn thấy không, nó không có cao. Những dòng chó khác các bạn thấy chó nó góc lên cao như thế nè, nó nặng lắm, con này nó rất là nhẹ nha, kêu to mà rất là nhẹ, bởi có clip nó không làm mất trứng khi chúng ta thả trứng. Giờ có clip này dùng ổ, dùng đạn rất to, ổ đạn rất to, mà đạn to thì xe trứng nhiều. Đối với bánh sau này và bánh trước thì rất là tốt, nhưng mà không biết nguyên do thế nào mà chủ xe đã nói với tôi là bánh thì khi mà siết cấp khóa ti lại đó, bánh như còn rơ, chạy bị rơ. Thì mà chúng ta xem như thế nào.
Thì các bạn thấy đối với những dòng khác, những đùm mà chúng ta đã làm trước kia đấy, thì nó không có rắc rối bằng cái Mavic này, Mavic Austin này nè. Thì các bạn thấy đó, đạn ổ cứng lớn và dòng chó góc độ thấp và đời cái cốt rất là to và đạn lớn. Thì bây giờ các bạn thấy hình sau được không? Hình sau thế này nè, nó có dải răng nhỏ kế bên, thì chúng ta nó tương tự mở giống như chúng ta mở đồng hồ vậy. Chúng ta có đầu kẹp nha, chúng ta dựng kìm khoe thế này nè, chúng ta bóp lại đây, bóp cho nó nằm vị trí nào đó. Bên đây chúng ta dặn cái cốt, mà chúng ta dặn không ra nữa, chúng ta dùng cái kìm cao su, chúng ta bóp lại, chúng ta xây rồi đã ra các bạn, nhẹ nhàng. Hơi cứng nha. Bây giờ chúng ta dùng cái này, các bạn thấy cái này đây, cái này là dụng cụ cắt bóng cỏ nha các bạn. Chúng ta có thể kẹp vào đây, mà kẹp không tới nữa, chúng ta đưa miếng vải vào kẹp xây. Cái này dùng để cắt ống tiếp phục, nhưng mà cái cốt mà nó nhỏ quá các bạn, thì chúng ta không thể nào mà ép được, là chúng ta dùng cao su. Cái này chúng ta không thể nào dùng sắt được, chúng ta kẹp là hư răng. Và những cái lưng này nè, lưng sáng sáng chỗ này nè, là những cái nơi mà con của bạc đạn nằm chịu. Nếu mà trầy xước là bạc đạn chúng ta khó vào, mà nó sẽ làm cho bạc đạn sượng. Chúng ta dùng cao su nha, nó bóp lại. Chúng ta không dùng được mặt sắt này nha các bạn, phải dùng cái mặt cao su. Rồi, xem chúng ta đã chiều được rồi đó. Đây, chúng ta dùng cái kềm mở khoe, chúng ta dặn xe ra nhé. Bít này nè các bạn, các bạn thấy có cái dành nhỏ không, đó là cái con đó, cái này để ém vào con bạc đạn. Chúng ta xả ra, chúng ta kiểm tra bạc đạn. Để thúc cho cái con bạc đạn đó các bạn, để thúc cho cái con bạc đạn nó đi sát vào, thì chúng ta phải có đầu chịu bên đây để chúng ta khóa con tán sao bên kia. Và nên nhớ những cây ti của những cây ti dùng cho đùm bạc đạn, chúng ta không nên dùng bất cứ gì thép mà chúng ta đụng vào nó hết, chỉ có nhựa thôi. Tôi dùng nhựa tôi kẹp vào nha. Giờ các bạn nên nhớ trong đây nó có phần sắt nữa, thì chúng ta cái phần sắt chúng ta để xa ra, không cho nên đụng tới cái phần cái cốt cái ti đó, cái cốt cốt bình đó, cốt rỗng đó. Rồi bây giờ chúng ta từ từ chúng ta đưa kèm này các bạn, kèm này vào nha, chúng ta siết. Siết.
Ok. Chúng ta kiểm tra coi nó có nặng không. Thì thật sự không thể nào mà bó bạc đạn các bạn. Các bạn có siết cứng đi nữa cũng không bó bạc đạn. Giữa khoảng cách giữa bạc đạn trong và bạc đạn ngoài. Xin lỗi. Giữa khoảng cách giữa đâm. Ở đâm ở giữa bạc đạn trong và bạc đạn phía bên trái và bên phải, bên có clip đó. Thì họ đã đúc cái miếng canh vô rồi. Các bạn siết thì con với con nó siết nhau, nó không ảnh hưởng tới bạc đạn. Thành ra chúng ta siết hơi khá cứng. Cứng đây là ống nhôm nha, cứng không phải cứng như kiểu mà đạn mà đùm đùm Shimano mà có cái tay sắt, mấy con sắt chúng ta khóa cho đó là banh cái này nha. Cứng là cứng so với bạc đạn này nha các bạn. Xem như chúng ta đã xong. Khi các bạn tháo clip ra thì các bạn thấy thì trong cổ clip có hai bạc đạn trong và ngoài, ở giữa là con ống á, để chịu hai cái con bạc đạn trong và ngoài. Thì các bạn tháo, các bạn thấy cái khoe nằm ở ngoài, nghĩa là ở trong không có khoe. Và các bạn khi các bạn tấm, các bạn ép bạc đạn, các bạn ép từ trong ra lấy hai cái một lượt. Còn nếu ở ngoài không có khoe, ở ngoài không có khoe bạc đạn nha, thì khoe nằm ở bạc đạn trong. Khi chúng ta lấy bạc đạn ra, chúng ta phải lấy cái ngoài ra trước mới lấy cái thứ hai. Còn nếu mà các bạn ép một lượt hai từ trong ra ngoài thì sẽ cái khoe ở trong bị cong, bị hư. Bạc đạn không có miếng mỡ luôn các bạn, hết sọc nhưng mà không có dơ, tức như là chạy hết mỡ thôi. Sau khi chúng ta vô mỡ bò bạc đạn và ép bạc đạn ra lại thì chúng ta nhớ gài cái khoe ở ngoài vào trong. Thì sau khi mà gài xong rồi các bạn kiểm tra có khoe nó vào lọt vào hết chưa, chính xác không, thì chúng ta dùng mỏ kèm, các bạn thấy xây tới xây lui nè, cái khoe nó lọt vào trong nó mới nhẹ. Còn nếu mà nó nằm chinh mặt ngoài mặt trong thì không bao giờ nó nhẹ, nó cứng, chúng ta xây không được. Rồi chúng ta dùng một loại nhớt chuyên dụng dành cho những dàn chó. Mấy anh này mà sủa dữ là xe chúng ta chạy tốt. Còn anh ta không sủa là anh ta nằm ngủ là còn khổ chạy luôn. Rồi bây giờ chúng ta gắn vào. Sau khi chúng ta gắn clip vào thì chúng ta phải dùng chìa khóa 17 và chìa khóa 15. Ở đây chúng ta khóa thế này, chúng ta khóa con này vào trước cho vào có clip, xong cho thúc có clip cho vừa đủ. Sau đó chúng ta dùng chìa khóa 17 chiều bên đây, thì chúng ta dùng cái kèm khoe ta siết bên đây, thúc bạc đạn, thúc cái cốt qua cho đủ. Còn bên kia bên có clip thì chúng ta chỉ thúc con khóa con tán đầu vào để cho có clip sát vào. Vậy là xong. Rồi cái con này nha các bạn, bây giờ tới con tán này tán khóa nè, con tán này tán sau, nó dặn vào trong thúc cây cốt cho cứng, xong nó con này sẽ dẫn vào và con này và khóa lại.